Rồi, tương tự với lại bên lông mày ở phía bên này ha, nhưng mà Jenny sẽ sử dụng cái máy giăng sun. Máy giăng sun này sẽ có cái trục nhã kia của nó, nó sẽ là kín mực hơn như thế này. Đây là của máy giăng sun, còn đây là của máy pen nè mọi người ha, cái độ nhã mực của nó thưa ra, đây là kín hơn. Thì để mình để xem coi giữa hai máy, sự khác biệt giữa hai máy như thế nào khi mà phun ha. Bây giờ mình sẽ phun bên đây, và cũng là theo nguyên tắc một chiều, sẽ phun từ phần đuôi để giảm cái độ nhã hạt mực nó quá kín. Thì mình đã giảm tốc độ von của máy đi. Và bước đầu tiên mọi người cũng đi cho nét cái phần đuôi này ha. Bắt đầu mình sẽ đi cũng là một chiều, mình đi tịnh tiến trên như thế này. Cái bước đi ngược này mọi người sẽ cảm thấy nó hơi khó, nhưng mà nó cũng không khó mấy đâu ha. Nhưng mà sẽ hướng dẫn cho mọi người đi ở bên ngoài sao cho mọi người dễ hiểu nha. Để đi được cái một chiều mà đi ngược từ ở phía đuôi này về về đầu tiên ha, thì mọi người sẽ đi như thế này. Mọi người sẽ đi một đoạn từ đây, đi bình thường như thế này, nhớ là không nhúng mũi kim ở phần đầu, đúng không ạ? Đi làm sao cho đều tay như thế này. Rồi, sau đó mình muốn đi lên thì mình sẽ tịnh tiến lên gối 50. Rồi, mình lại gối 50. Được không ạ? Ha, là nó như thế này. Rồi, bắt đầu mình sẽ đi tiếp ha. Đi một lượt hết cả chân mày nha mọi người. Sau khi mà đi một lớp, một layer mỏng cho toàn bộ lông mày thì mình sẽ có được như thế này. Và bây giờ mình tiếp tục sẽ đi cái lượt tiếp theo thứ hai ha. Cũng giống như cái sự mình phân chia ra làm ba cái khu vực khác nhau ha. Ba cái khu vực như thế này, và đậm từ line dưới và nhạt dần lên line trên. Bắt đầu mình sẽ đi những cái chỗ nào mà mình cần nó nhạt thì mình sẽ đi phải tay rộng ra, còn chỗ nào mình muốn cho nó đậm hơn thì mình sẽ đi kín hạt mực lại. Với những bạn nào mà tay nghề đã cứng rồi, các bạn có thể đi hai chiều, đi hai chiều mà dạng đi cái đường như là zigzag á. Còn với những bạn nào chưa quen, mình muốn đi một chiều vẫn ok, và nhớ là một chiều luôn nghiêm mực tốt hơn hai chiều nha mọi người. Mình đi tới đâu là ăn tới đó đó. Còn như hai chiều nhưng mà cái lực vào người mình nè sẽ ăn, nhưng mà lực ra nó sẽ rất là ít. Chỗ bo cua ha, mình sẽ đi chậm lại và đi thả tay ra
chỗ trên đây là mình cần cho nó nhạt nè mọi người, cho nên là mình sẽ đi thoải ra ra này, mình đi hai chiều. Và với cái lực tay mà đã làm nhiều rồi đó, lực tay tốt quá, thì mọi người đi hai chiều sẽ ghim được, cái độ ghim mực sẽ bằng nhau ở cả hai chiều luôn. Nhưng mình chưa quen, mình đi một chiều vẫn ok hết. Mình sẽ xoay ha. Thời là mình sẽ phá luôn, mình sẽ làm cho cái phá cái đường khung này ra bằng cách là mình cho đi hàng cái cây bay như vậy nè mọi người, nhìn nó sẽ rất là tự nhiên. Trước đây mọi người là phải đi đi cái đường lai khung trước để mình giới hạn á, nhưng mà như vậy thì nó sẽ rất là rõ cái đường khung ra thì nó xình nhìn sẽ không đẹp. Trong quá trình đi ha, tới những cái khúc qua cua thì mình có thể là xoay chuyển cái miếng da tập để mà mình đi. Mình đang đi dạng phá khung chỗ này. Rồi. Nhớ là phần đầu lông mày chỗ này nè, mọi người muốn chơi nhạc thì mọi người đi hai chiều chích chắc như thế này. Đấy là nó thưa ra, cái đường di chuyển mực nó thưa ra, tạo độ nhạt vừa phải. Đi sang mọi người đi, mời đi ngang, sang mọi người đi xuyên như vậy để chi mình lắp lại những cái chỗ khoảng trống mà cái đường đi ngang của mình nó còn thiếu á. Phần đầu lông mày, đó, nó đi thưa ra. Nơi nào đậm hơn mình sẽ đi khích lại. Chỗ này mình vẫn phải đi nha mọi người, nhưng mà đi hàng mực thưa nha. Mình làm video về hai cái cách đi máy, về hai cái máy khác nhau cho mọi người, có thể mọi người có những cái máy con máy nào phù hợp mà giống với lại con máy của mình đi á, thì mọi người sẽ ứng dụng làm theo, chứ không cần thiết là phải mua nhiều máy đâu nha. Vì quan trọng nhất trong sân vuông vẫn là kỹ thuật mọi người ạ, và mình hiểu được cái máy của mình đang sử dụng, chứ không nhất thiết là mình cứ phải đầu tư mua nhiều máy để mình đi đâu ạ. Ví dụ như là cái con máy dân xung này thì nó ra nhã hạt, nó khích, thì mọi người muốn cho ra hạt thì mọi người điều chỉnh con nhỏ lại, và mình đi cái tay của mình nó đi thưa ra là ok, nó vẫn ra hạt được giống như là máy pen luôn nha mọi người. Quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật của mình. Tác phẩm đẹp không phải phụ thuộc vào cái máy đâu ạ, mà phụ thuộc vào cái tay nghề á và độ cảm, cái gu thẩm mỹ của mỗi người thôi. Cho nên là mọi người cứ cố gắng tập luyện nhiều là được. Vì có đi học nhiều, mọi người không luyện tập á thì cũng sẽ không bao giờ lên tay được đâu.
Rồi là xong quá trình mình đi. Bây giờ mình sẽ lau trực tiếp cho mọi người xem là mình chỉ đi một lượt của mình, không có thêm thắt gì ha. Mình sẽ lau cho mọi người xem. Lau bằng cái dầu nó sẽ sạch hơn, mọi người sẽ dễ thấy. Đây là bằng máy chân sung nè mọi người. Còn đây là bằng máy pen nè mọi người. Mọi người thấy có sự khác biệt không? Ha? Nó vẫn đẹp như nhau nè. Thấy không ạ? Cho nên cái việc mà mọi người sử dụng máy móc á, là chỉ hỗ trợ cho công việc của mọi người đi nhanh hơn hoặc là đi đẹp. Đẹp hơn, đẹp không á, là do cái tay nghề của mình nha. Đó, cái này là mình chỉ đi có một lần mình lau luôn cho mọi người thấy tận mắt ha. Không có điều chỉnh gì hết. Đây là máy pen. Đây là máy pen. Đây là máy giang sung. Mọi người thích cái nào mọi người có thể sử dụng ha. Đừng có bỏ những cái con máy của mình đã đầu tư, nó rất là uổng phí ha. Mình có thể ứng dụng và tập luyện tay nghề của mình nâng cao lên là được. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ theo dõi kênh của mình để nhận được nhiều video mới bổ ích cho mọi người trong công việc của mọi người nha.